Người ta mua hàng có thương hiệu, chứ ai người ta mua hàng tự nấu như mình. Tao hỏi mày nhá, có cái thương hiệu nào mà không đi lên từ vô danh tiểu tốt không? Xà phòng tía tô hiệu ba thằng bạn, với những thành phần từ tự nhiên, không thuốc trừ sâu, không thuốc bảo quản. Ba chúng em chung lòng chung tay khởi nghiệp, không chất tạo bọt, mang xứ sở quê hương vào đây, ngoài công dụng làm sạch da, dược liệu tự nhiên bảo vệ da khỏi những tác nhân vi khuẩn bên ngoài, thân thiện còn giúp quý vị làm sáng da vì không hóa chất, ngăn ngừa mụn với bi kíp gia truyền, giảm se khít lỗ chân lông, cụ tổ chúng em truyền cho. À với bí kíp gia truyền, bà nội chúng em dạy cho. Toàn người làng vào xem, có mỗi em Nhung comment này. Chả chốt được đơn nào. Hưng ơi, thế mày bán hàng như thế này thì chó nó mua à? Người ta là khách hàng, là thượng đế, chứ không phải kẻ thù của mày đâu mà mặt mày cứ sưng như thế. Tao đã bảo là tao không biết bán hàng từ đầu rồi còn gì nữa. Bên kia, ai cho bán hàng đây đây? Ui, thôi bỏ mẹ. Té. Đấy, xà phòng. Tao thì thất nghiệp, xong người yêu bỏ. Thằng Tiến thì bỏ vợ. Hương thì bà ốm. Anh em mình bây giờ chả có gì ngoài có nhau. Ở cái làng này các anh nổi tiếng là bộ ba ăn hại. Nhốt nó lại. Không cho thằng Thắng giao du với hội thằng Hưng thằng Tiến nữa. Phải tách nhau ra thì chúng tao mới sống được. Anh đi lấy tiền của em cho ông Hưng chứ gì? Bỏ Quách nó đi. Giờ chọn đi, tôi hay hội bạn của anh? Tao không có đứa con như mày. Cút! Ba mình đã đen lại còn nhỏ. Chúng mày, tao mà biết chúng mày lấy trộm vàng của vợ, cứ đi về lãi, rồi đã. Đã thế anh mày lại khởi nghiệp tiếp. Điên à? Ai thằng chúng mày bó đâu ra tiền? Em vẫn còn tiền để dành á. Còn anh em mình coi như là mở một công ty, mua đứt luôn cái vườn dược liệu, mua luôn ký ốt, bán xà phòng. Thôi, đừng mộng mơ nữa. Ông đi nấu cơm đi. Cái việc làm xà phòng này, nó là tâm huyết của tao ấy. Kiểu gì tao cũng sẽ không bỏ đâu. Vì anh em, nhất định tao sẽ cố gắng.